Mời bạn Nam. Mời bạn nữ, mình sẽ giới thiệu về bản thân mình ha. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc An, sinh năm 1992. Em quê quán ở Tiền Giang và hiện tại là em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. An đang làm công việc gì tại thành phố Hồ Chí Minh ha? Em là giáo viên mầm non chị. Ở quận mấy An? Dạ em đi dạy ở Bình Thạnh anh. Rồi mời em trai. Dạ là đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh. Rồi chào con. Dạ em chào chị Nam Thư và dạ. Kính chào toàn thể quý khán giả. Em là Trịnh Hoàng Tuấn, năm nay 29 tuổi, đang làm quản lý cửa hàng vật tư thú y. Em đến từ Sóc Trăng. Nhưng mà làm việc ở đâu? Dạ làm việc tại nhà luôn ạ. Ở huyện nào? Dạ Kế Sách ạ. An, em nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình. Điểm mạnh của em thì hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Và em biết được nấu ăn, biết làm bánh, biết thiêu thụ may vá. Về điểm yếu của em thì đôi khi là hơi lì một tí. Cũng hơi ngông ngông một xíu, giống như là mình bướng bỉnh. Mà lì lì là sao? Ngông ngông là sao? Em rất là ham đi chơi. Thì đôi khi nhiều khi mẹ em không cho đi chơi xa. Nhưng mà cũng ráng năn nỉ làm sao là xin cho bằng được để đi. Không cho đi em hơi buồn một xíu. Mà ham đi chơi là chơi xa là đi chơi đâu? Đi chơi làm sao? Dạ chẳng hạn như là hai đứa gái mà đi xe máy đi Đà Lạt đó chị. À là đi phượt đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ con nói điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương biết đi. Điểm mạnh của con là con thạo về bên tin học để xử lý đồ họa. Nếu mà đi chơi chung thì con bao đẹp luôn, chụp hình bao đẹp. Với con biết nấu ăn nữa, không biết về nhà sau này không biết ai dành nấu ăn nữa. Mình có mấy mối tình rồi? Từng trải qua một mối tình cũng 6 năm trước rồi. Yêu mấy năm? Dạ, được 3 tháng rồi. Ủa yêu gì nhanh dữ vậy? Con làm ở Sóc Trăng rồi, bạn đó làm ở Cần Thơ nên nó không có gặp thường xuyên được. Yêu xa. Sóc Trăng, Cần Thơ sát bên có mấy chục cây số à. Còn bây giờ lên tới Sài Gòn yêu cô gái Tiền Giang này nó còn xa hơn nữa thì sao? Đó là con không có điều kiện, còn bây giờ con có thể là con thuê xe chạy luôn qua tới chỗ luôn gặp cũng được vậy. À tức là giờ ông chủ rồi, xưa dạ. Chưa ông chủ đúng không? Dạ đúng rồi đó. Giờ bán thuốc xong lấy xe chở thuốc đi qua thăm bạn gái luôn. Dạ bỏ hàng sẵn đi chiến cũng không đúng, được. 6 năm rồi chưa có người yêu luôn. Dạ. Bạn đàn gái sao? Dạ em thì cũng có 3 mối tình cũng chóng vánh như vậy anh. Nó không tròn 1 năm là nó đã chia tay rồi. Bây giờ ví dụ đi ha, mình bấm nút hẹn hò, mình có chịu về Sóc Trăng làm cô giáo với Sóc Trăng không? Nghề của em thì đi đâu cũng được hết, quan trọng là ở nơi đó có người thương em. Anh bên kia nghe chưa? Dạ, rõ luôn rồi. Nếu mà được dạ, nói câu chị. Gì để bên nhà gái, bên An đồng ý không nè? Mình cứ hẹn gặp nhau trước đi, rồi mấy chuyện đó thì phải từ từ cảm nhận nữa. Sao nói chất quốc lo gì trời gì, tự nhiên chưa gì. Nếu mà được anh với em đến với nhau thì anh hứa sẽ đưa em về Sóc Trăng rồi mở cửa một cái trường hay lớp đó, hoặc đưa em vô một cái trường nào nói với ba anh xin ví dụ vậy. Thử ơi nói lại bên kia nghe coi sao. Em ơi nếu tụi mình tiến tới nhau được á thì khi bà Sóc Trăng đi anh sẽ lo cho em được kể cả công ăn chuyện làm. Có thể là làm trong trường cũng được, cũng có thể về nhà mình mở cơ sở tư nhân cũng được. Trời không thì em tiếp anh cũng được. Em không có biết chích gà, chích vịt đâu anh. Dạ không, em chỉ cần là chăm sóc mấy con chó đẹp đẹp là được rồi. Cạo lông, ổ lộn, tỉa lông như là móng. Là từ chăm sóc trẻ quay qua chăm sóc chó rồi. Dạ, mấy bé cũng dễ thương lắm chị. Ta đang cô giáo mầm non chuyển qua chăm sóc chó, cạo lông chó. Không, cái tỉa lông, tỉa lông. Tỉa lông chó hả? Dạ. Nhưng mà mình về mình làm bà chủ. Không, khác. Tôi không thích. Bây giờ tôi thích dạy con nít à, tôi thích chăm con nít à. Sao bé? Dạ, em gõ đầu trẻ chắc dễ hơn gõ đầu chó anh. Không, mấy bé nó dễ thương lắm em ơi. Em thận thử đi. Nói chung là một bên có tình yêu với chó, một bên có tình yêu với trẻ con. Đúng. Nói chung là chuyện ai nấy làm đi. Dạ chắc em đi dạy buổi sáng rồi buổi tối em chăm sóc chó cũng được. À cũng được à. Được. Khuya vô chăm sóc ảnh. À đó. Được. Hợp lý. Cũng mệt ha. Mệt hả. Bây giờ nè em thích tìm một người đàn ông như thế nào? Trước tiên là phải chững chạc, có cái sự nghiệp ổn định. Đây tao chững chạc rồi, có sự nghiệp ổn định rồi. Em cũng quan trọng cái nhìn đầu tiên, nếu mà có thiện cảm thì sẽ tiến xa hơn được. Rồi, được rồi. Còn em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Tiêu chuẩn lý tưởng của em thì cao trên 1.5 m thôi. Tính tình dịu dàng,
có thể giao tiếp tốt mà thôi, cô giáo quá tốt rồi. Ừ, đúng rồi, cô giáo là được rồi. Vậy em thích đứng bán hàng, đứng quầy bán hàng không em? Thì cái đó thứ bảy chủ nhật em không đi dạy thì chắc làm được á anh. Em chấm rồi đó. Nghe giọng nói của bạn, em có thể tưởng tượng ra An là một cô gái như thế nào? Ngoại hình nhỏ nhắn, xinh. Khuôn mặt thì có đầy đặn đó. Bên đàn gái anh thấy rồi, mới có niềng răng, thành ra là nhìn chưa thấy rõ nụ cười nữa, mở cái niềng răng ra nụ cười nó sáng trưng, đại khái như vậy. Mình gặp Sóc Trăng trước đi ha. Dạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dãi nắng. Xin chào MC Quyền Linh, MC Nam Thư. Dạ. MC rất dễ thương. Xin chào quý vị khán giả trường quay. Xin chào quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Thì tôi là Hải Triều, cha của Trịnh Hoàng Tuấn. Thì thấy cũng được rồi, thì tùy theo cái cảm xúc của con thôi. Về có lo chủ làm cho con dâu tương lai. Dì sức, dì sức đi thôi. Được ha, dì sức ha. Dạ. Dạ, cảm ơn đàn trai. An hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với dì và bạn thân của em. Dạ, em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em là bạn thân của An. Bạn bên đây thì rất là hoạt bát, hòa đồng, thấy tính hơi trẻ con xíu. Anh thì thích vui, thành ra là hay chơi với mấy đứa nhỏ chứ không thích chơi với mấy đứa lớn hơn. Bạn em thì mỗi ngày đều chơi với các bạn nhỏ rồi á. Có lẽ như bạn em sẽ thích người chững chạc hơn xíu. Còn bây giờ hỏi mẹ chút đi. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Dạ, chào dạ, cô. Cái nhìn đầu tiên thì đồng ý. Tính con nít thôi nhưng mà suy nghĩ người lớn rồi. Có chú đây nè, chú hứa gì với bà đàn gái đi nếu như mà hai đứa đến với nhau. Xin chào chị Xui đi. Trời ơi. Dạ, đại diện nhà trai thì nói xin là nếu mà nàng này là cô dâu thì đó, thì đàn trai sẽ lo cho hết mình luôn để là làm sao cho đàn gái vui lòng. Dạ. Bên đàn gái cũng cảm ơn. Dạ. Dạ, xin cảm ơn chị. Dễ trời thương ơi. Rồi. Thấy chưa? Tiền Giang Sóc Trăng nè. Đó. Rồi bây giờ mở rào coi hai đứa nói chuyện sao nha. Rồi, mình mở tính cửa tiếp. Trái tim nè. Lần đầu tiên chào em, anh có một món quà này tặng em làm kỷ niệm. Cảm ơn anh. Em cũng có tự theo một bức tranh thì muốn gửi đến anh. Cái câu châm ngôn yêu thích nhất đó là tâm an vạn sự an. Thì khi mà mình bình an thì mình sẽ có thể là làm những điều to lớn hơn nữa. Cảm ơn em. Bạn làm ở cho công giáo mầm non anh lâu chưa? Em đi dạy được 4 năm rồi. Ồ, lâu rồi ha. Dạ. Không biết là lúc nãy bạn có ấn tượng gì không? Tự nhiên bạn không biết lúc nãy giờ mình đã gây ấn tượng gì chưa? Thì em thấy anh cũng vui vẻ, hòa đồng. Mình có cái suy nghĩ chững chạc, mình có biết lo tính về sự nghiệp tương lai sau này. Thí dụ mà đi xem phim á thì em thích thể loại nào? Tùy là cái độ hấp dẫn của bộ phim. Nhưng mà nếu mà xem tình cảm sức mướt quá thì em cũng sức mướt theo. Anh thích xem thể loại phim nào? Mấy loại bùm bùm chéo chéo cho nó vui vậy mà. Với thân lâu lâu rồi cũng hài đi cho nó vui. Anh thích vui mà. Trời ơi, bạn gái mà hỏi vậy là phải trả lời anh thích coi phim ma, để vô phim ma kế bên. Á, em sợ quá. Không có đó, em không có sợ. Nhưng mà bạn gái sợ, trời ơi. Thiệt, tôi đang chỉ chiêu cho ổng đó thiệt. Tôi khổ ông ghê. Cảm nhận lần đầu mà khi mà gặp mặt nhau thì anh có cảm nhận như thế nào? Có đúng như những gì anh tưởng tượng không? Đúng là tưởng tượng thì có nghe giọng này đúng là đầy đặn. Và cũng có giọng nói cũng tốt. Thế không biết em có... phải rồi, cô giáo trường mầm non phải giọng nói hay rồi mới được rồi. Cái này là hình mẫu chung thì mọi người đặt cho cô giáo mầm non thôi. Nhưng mà cũng có cô cao, cô hấp ốm hay là hát hay hay là hát không hay. Điển hình như em chắc là phiên bản lỗi của cô giáo mầm non á anh. Em hay đi phượt lắm hả? Dạ, thì cái đó là giống như đam mê, mình thích đi khám phá, đi nhưng mà thích hơn mình đi bằng xe máy. Anh thì hồi đó cũng hay đi lắm mà giờ không có cái dịp đi nữa rồi. Dạ,
thì nếu mà có cơ hội thì mình cũng thể mình tham gia một chuyến đi chơi nào đó để mình giống như thả đam mê khám phá của mình. Hình như em nghe nói là anh biết về đồ họa IT đúng không ạ? Anh cũng chuyên về đó lắm. Đó là chuyên ngành của anh hay là thế nào? Đó nghề phụ thôi. Đang thành phố thì có thể là ngày cuối tuần đó thì em có thể là bắt xe lên không chừng, hẹn trước một bữa đi. Thích sở thích là nuôi chó, như vậy thì có nuôi các thể loại nào khác ngoài động vật đó không anh? Anh nhà anh thì không có nuôi, anh chăm sóc giùm người ta thôi. Ví dụ như là em nuôi hay các kiểu đó anh? Là ngoài nuôi chó có nuôi người nào thêm không á, ý là vậy á? Không, nuôi người phải chăm sóc khác chứ đâu có giống được. Có nghĩa là cũng có nhưng mà các cách chăm sóc khác đúng không anh? Dạ. Khoan, em có hiểu ý bên này hỏi không vậy? Hỏi có em, có em gái mưa, có em gái mưa, em gái mưa gì không vậy? Thôi em không em mưa đi. Có không? Ủa em gái mưa là gì vậy? Em biết ạ. Ủa em gái mưa là gì vậy? Em biết ạ. Chị có em gái nuôi rồi vậy không? Dạ có. Dạ có. Có mấy đứa em gái nuôi? Có mấy mấy rồi nuôi làm sao? Kiểu như chơi chung vậy thôi à. Rảnh thì rủ tụi nó đi chung với Nguyên Băng đi. Ê chà. Rồi ví dụ bây giờ có bạn gái, đó là An về, An nói An không thích em gái nuôi, em gái mưa, em gái mương thì sao? Thì chắc mình tăng cấp độ quan tâm lên so với bên kia. Nhưng mà bên kia vẫn quan tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái mức giới hạn, mức dừng lại của mình là như thế nào? Cái đó chắc anh phải trải nghiệm anh mới phân biệt được. Tại giờ anh chưa có trải nghiệm nên khó nói quá. Nhưng mà em chăm sóc em gái, em nuôi em gái mưa ở quê em chăm sóc làm sao? Tức là chỉ rủ đi ăn này kia thôi hay dạ, sao? Dạ đúng rồi, chỉ rủ đi ăn thôi, 5-6 đứa lận. Anh dắt đi nguyên nhóm đó là 5-6 bạn là gái hết luôn đúng không? Trai gái có đủ hết, tại anh thích vui. Ý em gái mưa có nghĩa là mặc dù nói tiếng mang tiếng nghe bạn bè em gái này kia, nhưng mà thực sự là tình cảm nó lại trên mức em gái, em thân, em ruột của mình. Cho nên là ý em hỏi là anh có như vậy hay không? Cái đó thì anh chưa có nè. Giờ thực chất á, cũng chưa biết gái mưa là gì luôn. Đúng rồi, chưa hiểu luôn đó. Em hiểu không? Ở dưới quê người ta chân chất lắm chứ không phải như Sài Gòn mà. Em gái mưa, em gái bão, em gái sông, em gái mưa, em gái mắng xối gì đó tùm lum hết trơn. Ở dưới quê là em gái là em gái, người yêu là người yêu. Đúng không mẹ Tuấn? Dạ đúng rồi. Thấy chưa? Trời ơi, nhà tôi ở kế bên kế sách tôi biết mà. Bây giờ thì chúng ta trò chuyện rất là lâu rồi, chúng ta cảm nhận lại chút xíu nữa, suy nghĩ cho nó kỹ. Chuẩn bị 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Sao Tuấn không bấm? Dạ em cảm xúc của em thì giống như là em gái của em thôi. Mình phải làm đúng theo cảm xúc của mình. Cảm xúc cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Nói đâu ạ? Rồi, có được đây chứ, em rồi. Rồi, ok. Chào anh. Đó, anh nên cố định điện thoại đi, rồi cho mình trao đổi nào. Rồi. Anh bây giờ sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản về mấy người họ và tên, ngày đang học tên, công việc hiện tại, mà lớn rồi, tại nào, không đầu gì đâu. Họ và tên là Đào Văn Thọ. Đào Văn Thọ. Rồi. Vậy rồi, sinh năm 7 tháng 3 năm 91. Rồi. Anh ở đâu? Quế Quán ở Nghệ An. Thì hiện tại chương trình chỉ nhận đơn đăng ký của những người đồng ý tham gia chương trình là mình có thể tham gia ghi hình được ở phim trường 17 Hồ Chí Minh. Nhưng mà là mình đưa thì vậy? Thì cho anh đưa thì em qua cái tin nhắn luôn nha. Kinh doanh cơ khí. Dạ. Thì chị còn nhắn một cái tin nhắn cho em. Quê quán ở Nghệ An và bây giờ như là số điện thoại của chị và địa chỉ nghề nghiệp. Dạ đúng rồi, em chưa đã lúc đang qua Nghệ An. Con gia đình chuyển ở Đắk Lắk, ở Đắk Nông với nhận. Tại vì hiện tại chương trình này có buổi phụ huấn cho nên công tác là công tác vài tháng hay làm cho ở Nghệ An làm luôn đó. Mình chỉ có công tác vài tháng chứ ở đây này bao ở Đắk Nông. Ở Đắk Nông. Dạ. Chị gửi tin nhắn qua số điện thoại của chị nhắn tin rồi gửi qua số điện thoại
Ở điểm mạnh của em là thể thao. Dạ, rồi, cảm ơn chị ạ. Dạ, anh sao có tên cũng như là số điện thoại, địa chỉ và công việc của chị hiện tại nha. Alo, à không nghe được gì anh không? Là mình có gì định ở luôn không hay là mình chỉ đến đi du lịch rồi mình quay trở lại nữa? Mình đang bị mất tiếng á, bạn Nam ơi, bạn Nam nghe rõ không? À. Anh nghe rõ không ấy? Rồi, bây giờ nghe rõ. Được rồi, được rồi. Anh chơi bộ môn thể thao gì anh? À, bóng chuyền, rồi bóng đá, bóng ba. Quá biết rồi. À, anh có điểm yếu hay là tật xấu gì không? Điểm yếu của em là... Chị gửi hai địa chỉ giùm em luôn nha. Nhiều lúc hay quên. Nhiều lúc hay quên. Quên đây luôn. Dạ. Mình hơi bị làm cái tái ấy, làm tái một chút xíu. Dạ, chị có dự định ở luôn ở Sài Gòn không chị? Nếu có thì mình cứ ghi cả hai cho em nha. Từ khi phỏng vấn thì mình trao đổi kỹ hơn nha chị. À, trước giờ anh họ trải qua mấy mối tình rồi? À, ngay trước em 20 tình anh ạ. Dạ, hiện tại phim trường ở quận 7 thì có rất nhiều chị. Chị cũng ghi, chứ không xin em ghi trước chị em nha. Khi nào mà mình phỏng vấn thành công, mình mới ghi tình cho chị. Còn nếu không thì chị sẽ chị không nên cuộc đời sau nha. Em quen người đó là người đó lớn tuổi hơn 6 hơn 1 năm thì không được cháu lên chia tay. Dạ, không mất chi phí gì hết ạ. Không hợp tính lại, không hợp bằng điểm nào. Dạ, nhất là không được từ trong cách cuộc sống chưa. Dạ, thì chị người cũng được, không xin phí với em. Dạ, tuổi á. Có người đăng ký lớn tuổi đó chị. Rồi. Dạ, vâng ạ. Công việc, tính cách, vì lấy cuộc sống có tiếng nói chung. Dạ, tùy em chia tay. Còn cái mối tình tiếp theo ạ? Còn tiếp theo là em quen cô gái đó lấy người bên chào anh ạ. Người bên chào đó, người bên chào đó là tụi em cuộc sống với cái lối sống nó hai bên nó khác biệt nhau quá. Bên giáo là đạo không giáo phụ. Bên giáo là 926.000 ạ. Rồi, ok anh. Dạ. Thế là cái mối tình này là duy trì trong khoảng bao lâu? Trời ơi, dài quá. Mối tình thứ hai cũng được cơ. Alo. Đúng là khi mối tình thì... Đó, khá hả? Dạ. Hiểu kia. Dạ, ok. Thế vậy thì bây giờ đến với chương trình á, thì anh tìm hiểu, anh muốn tìm kiếm cái mẫu người bạn như thế nào? Ừ. Nhất là em thích mà... Trời ơi, nhìn mà thiếu 5.000. Cũng là một người tất cả nó thì bị nét nám chút xíu cái này là nhánh nhẹ được đọc công việc 20 kìa tại vì em 26, 926 kiểu là kinh doanh ấy. Ok. Dạ. Có người đó ở Đắk Nông thì càng tốt. Đắk Nông hoặc Đắk Lắk hoặc là Bình Phước. Rồi. Dạ em nhận đủ rồi nha. Bây giờ người đó ở Nghệ An luôn không? Không em thì thế là làm đấy mà em. Vậy đi mua đồ đi. Làm xong công việc từ đấy thì em phải chuyển vào. Ủa hay có anh công ty không? Em tới đó luôn. Đất Đông quá nhé. Công ty không có kêu gì một người bên trời thuộc về Đất Đông hoặc là những tỉnh lân cận đó Đắk Lắk hoặc là Bình Phước gì đấy. Nhưng mà bây giờ trước mắt là mình sẽ hẹn hò nhau ở Nghệ An này. Thì cô gái đấy ở Nghệ An. Thế xong sau này mình tiếp tục hay như thế nào, có một cái sự thay đổi ấy. Mình là tiến có cái tiến trình, có cái quá trình rồi ấy, thì mình sẽ cùng nhau tính toán lại ấy. Đó. Rồi. Thế em, vâng, thế còn về ngoại hình của bạn nữ này, xong rồi về công việc của bạn nữ, thì anh có những cái gì mà anh muốn yêu cầu về bạn nữ, mong người bạn nữ của anh thì anh biết chưa? À, thì em thích một người phần đo tầm cục cáo trên 1m58 trở lên. Rồi. Còn công việc thì kiểu công việc ổn định thì nó tốt hơn. Mà tính cách thì nhanh nhẹn á. Em thích nhanh nhẹn hoạt bát. Đọc một cái lối sống là được. Còn công việc thì mình không phục vụ nó bắt buộc công việc của họ nhưng mà chương trình là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh.
Thì nếu mà anh được chọn ấy, thì anh có sẵn sàng bay vào đây để tham gia cùng với chương trình không? Dạ được rồi. Anh sẽ cùng được không? Thành kết. Dạ. Ok. Còn anh có tài lẻ gì không nhỏ? Như kiểu ca hát, ca hát này kia, tân bóng, thể thao vài vài điệu. Dạ. Thì em... Thì đây em tìm nhân, em là nữ đó. Kiểu cá hát thì cũng biết sẽ tới nhỉ. Sao như là mẹ hồi hòa. Rồi ok, hát thì hát sơ sơ, hát một đoạn được đúng không? Vô tư. Chơi tầng bóng đi, cho nó máu. Dạ. Rồi ok, cảm ơn anh. Thì ngày hôm nay thì chương trình cũng phỏng vấn anh một số những cái thông tin cơ bản trước. Với lại khi nào mà tìm được cái mẫu người phù hợp với anh nhé, thì biên tập sẽ có một người liên hệ làm nội dung ký với anh nhé. Dạ. Xong rồi sẽ hẹn lịch để mà anh bay vào đây cùng tham gia với chương trình nhé. Dạ. Anh. Dạ vâng. Anh. Đây đây dạ. À, anh cũng cảm chắc như tôi tin cũng cảm chắc thịt chè từ bên đó nhá. Người một người cảm nhận. Dạ. Trong đúng không? Phải Đắk Lắk đúng không? Dạ, người ở Đắk Nông hay là Đắk Lắk hoặc Lâm Đồng gì đó. Cho nó gần gũi. Dạ ok ạ. Rồi nhớ. Dạ. À, người chưa có được bên tròn đi. Trong cái thời gian không lộn ngoài hết. Rồi sau cái buổi cáp này thì là dạ, sẽ có tin là em có được chọn hay không nha. Cho nên là buổi cát ngày hôm nay mình xong rồi đó em. Cái gì chương trình sẽ thông báo lại cho em biết kết quả nha. Ờ dạ. Rồi ok, chào em phát ra cuộc gọi được rồi đó. Ờ dạ, em tên là Đỗ Thanh Thông. Em đang ở Bình Phước. Hiện tại em đi dạy tiếng Anh chị. Quê quê gốc thì ở Bến Tre lên Bình Phước từ năm 2006. Thế này mấy người công việc ổn định rồi đó. Anh thông sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 90 à. Dạ vâng. Anh có sở trường, sở đoạn gì thì anh cứ giới thiệu về bản thân mình để cho bọn em hiểu hơn về anh cái. Thì có công việc chính là dạy, nói chung là tài lẻ thì không có không khó à. Ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm thì làm cái gì thì kiên nhẫn á, kiên nhẫn là chịu khó làm, rồi chịu khó nghiên cứu tìm tòi mấy cái vấn đề mình và quan tâm á. Còn khuyết điểm thì ví dụ như là mấy cái việc nhà thì không có được siêng làm lắm á. Đó là một trong những cái khuyết điểm. Như là cái gì đó anh có nói, như là ví dụ như là cái gấp việc gì đó thì nói nó bị vấp lắp á, nó chịu nó lắp á. Dạ anh em ở Bình Phước là anh ở với gia đình mình anh? À đúng rồi, anh ở với gia đình. Dạ. Tình trường của mình như thế nào rồi? Thì hồi trước giờ là có hai mối tình á, cách đây khoảng 8 năm. Thì có quen cô quen khoảng gần năm thì chia tay. Và gần đây nhất thì năm 2019 á. Còn cũng không có đến được. Anh cảm thấy sau hai mối tình nhé mà mình đã chia tay ấy, thì thường là lỗi từ do mình hay là do đối phương? Cái này chắc là có lẽ là không có duyên đó. Thì cái mối gần nhất thì họ kiểu như họ bên đạo thì không có đến được ấy. Thì nói chung là cái này nó nghĩ là không do không có duyên thôi. Còn thế còn mối tình đang làm gì trước? Thì lúc đó chắc là còn non nớt quá.
Còn non nớt quá rồi, hai bên chưa có hiểu nhau quá, không có đi đến được rồi. Còn sau này thì nhưng mà sau những cái thời gian mà mình là cô đơn á, mình không nhìn sau những cái mối tình đó thì có tìm hiểu không? Tại môi trường làm việc của anh cũng có nhiều bạn nữ á, có tìm hiểu một số bạn không? À, chia tay tại vì cái môi trường làm việc thì có nữ đó, nhưng mà họ có người yêu rồi, có gia đình rồi, anh với lại là cái giờ giấc của anh làm nó không có giống như kiểu là sáng và chiều làm hành chính, kiểu làm chủ yếu là cuối tuần với lại buổi tối, cho nên là cái thời gian hẹn hò nó không có được cho người ta đó, cho nên là cũng ít tìm được đối tượng. Nhìn gì đúng không? Mắng gì? Thường trong mối quan hệ ấy thì anh có thể là mình chủ động không ạ? Nói chung là cái chuyện không có kiểu như giống như là cái mấy cái bạn trai khác là kiểu như chủ động tới tán tỉnh này kia rồi, nó hoa quá dài ha. Tại vì tính cũng không có được cái gì ấy lắm. Rồi tự nhiên thôi, quen từ từ quen rồi chứ không có kiểu ấy. Vâng, thế bây giờ anh mong muốn là chương trình các tình cho mình một phim về phụ nữ như thế nào? Cô nào xinh xắn rồi dễ thương, không biết lo tuổi tác hả? Tuổi tác đúng rồi, tại vì em không có theo đạo, tại vì cái bữa cô ấy là theo đạo Thiên Chúa mà gia đình sụp đạo quá, không có chấp nhận cái người bên không đạo á, cho nên là không có được. Dạ. Thì bây giờ nếu mà mình để lên đó mình tính được không? Lên mình thương lượng, ví dụ bây giờ trước mắt đạo anh ấy giữ đi, rồi lên đó mình hai bạn tìm hiểu nhau trước rồi mình sẽ nói chuyện. Dạ, cái đó cũng được chị. Không, em không có vấn đề gì hết, ví dụ như là cái tự do tín ngưỡng là cái hai muốn theo đạo gì theo. Thì do nhưng mà có một số bạn thì kiểu như là phải mấy bạn đó là chương trình họ hỏi trước là có cần người theo đạo đó hay không. Thì em thì không có quan tâm lắm. Thì miễn sao là đạo trường đúng cái đối tượng mình thích là hết là được thôi. Chứ cái đạo thì em không có ấy. Đâu? Rồi, còn yêu cầu gì nữa không em? Dạ. Lúc nãy em tính nấu cái gì đó để quên mất tiêu. Tuổi tác của cô gái này địa chỉ là địa chỉ như thế nào? Tuổi tác? Em mong muốn tìm người nhỏ em ít nhất tầm 2 tuổi á. Nhỏ hơn, tại vì nếu bằng tuổi quá em thấy cũng họ lớn hơn em thấy nó hơi ngán. Nhỏ tuổi hơn. Phải ở Cùng Phước hay là ở Sài Gòn hay mấy tỉnh lân cận có được không? Dạ được anh. Mấy đó em mới đi xa em đi cũng được, không có gì hết. Dạ rồi. Dạ rồi, thì ok, cảm ơn Công. Thì ngày hôm nay là chương trình có những cái thông tin cơ bản của khả năng trước, nếu mà anh chọn á thì sẽ làm được nội dung kỹ hơn với anh nhé. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi, cảm ơn chương trình ạ. Dạ, phần phỏng vấn của mình xong rồi anh bấm nút rồi cuộc gọi giúp em nha. Dạ, chào chương trình ạ. Dạ, em chào anh ạ. Tới ai?